Xin chào các anh trai, và ngày hôm nay thì bên em sẽ live stream để giới thiệu cho các anh trai một sản phẩm dành cho xe hơi mà em chắc chắn một điều là nếu như anh nào đã có xe hơi thì nên sắm ngay một sản phẩm như thế này cho xe yêu của mình đấy ạ. Đó chính là máy hút bụi và bơm lốp đa năng 4-trong-1 công nghệ Việt Nhật. Công năng đầu tiên là hút bụi đến tận ngóc ngách trên xe ô tô mà bình thường chúng ta có dùng tay cũng không thể nào làm được. Công năng thứ hai là bơm lốp xe ô tô, và công năng thứ ba là tích hợp đèn chiếu sáng để khi dừng vào ban đêm. Và công năng thứ tư là đồng hồ đo áp suất lốp để biết được cân áp suất của lốp. Sản phẩm này là một công cụ không thể thiếu dành cho xe hơi khi ra đường hoặc đi dã ngoại đấy ạ. Để không làm mất nhiều thời gian của các anh trai thì em xin phép được thử máy luôn để cho các anh trai xem nhé. Và bây giờ em sẽ dùng máy này để hút mì tôm, rác, mì tôm hay là bột bánh, đặc biệt là những gia đình mà có trẻ em. Thì các anh có thể nhìn thấy ạ, chỉ trong vài tích tắc thôi, chiếc máy của bên em đã hút được vô số là những cái mẩu vụn của mì tôm rồi đấy ạ. Đó, chỉ trong vài giây tích tắc thôi là chúng ta đã có thể dọn dẹp sạch được những cái vụn mẩu bé tí ti ở ngay cả những cái kẽ của xe rồi, đúng không ạ? Để xem là với chiếc máy này thì trong thời gian bao lâu chúng ta có thể hút được hàng trăm những mẩu giấy như thế này ạ. Với một tốc độ và tần suất khá là nhanh và hiệu quả, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tính năng thứ hai của chiếc máy này, đó chính là bơm lốp xe. Và các anh đang đi trên đường thì bỗng nhiên xe non lốp. Vậy thì không phải là lúc nào khi mà xe của chúng ta non hơi thì chúng ta cũng tìm ngay được một địa chỉ sửa xe hay là alo được những người thợ sửa xe để đến ngay trong chốc lát, đúng không ạ? Vậy thì sản phẩm này sẽ vô cùng hữu ích đối với các anh đấy ạ. Và bây giờ các anh chúng ta sẽ cùng nhìn xem là lốp xe của chúng ta sẽ thay đổi như thế nào trong thời gian tích tắc nhé. Giá chỉ có 686.000 thôi ạ. Vâng, 686.000 chỉ bằng tiền các anh đổ đầy một bình xăng xe thôi, hoặc là chỉ bằng một cuộc nhậu bia hơi với bạn bè thôi ạ. Nên là các anh đừng do dự gì nữa mà không tự cho mình một sản phẩm vô cùng tuyệt vời như thế này, đúng không? Các anh trai đặt hàng cứ để lại số điện thoại, bên em sẽ có nhân viên tư vấn gọi điện trực tiếp cho các anh để chốt đơn hàng. Và cứ có số điện thoại là có đơn, không có số điện thoại thì sẽ không có đơn đâu ạ. Vâng, và như vậy là em đã thấy anh Hồng Duy, anh Minh Hiếu ạ. Và bộ phận tư vấn trực tiếp của bên em thì sẽ liên hệ ngay với các anh luôn ạ. Còn các anh khác, các anh đang xem live stream thì hãy để lại số điện thoại giúp bên em nha. Có số điện thoại bên em mới tư vấn và lên đơn được ạ. Và đặc biệt là hàng bên em thì sẽ có trung tâm bảo hành và giấy bảo hành đầy đủ để trong hộp máy. Nên là các anh có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm và chế độ chăm sóc khách hàng sau khi mua hàng nhé. Phong máy VN Protect bên em thì cầm rất là chắc tay, không giống như là những máy rẻ tiền không tên tuổi như ngoài thị trường đâu ạ. Cầm trên tay sản phẩm này thì thấy vẻ ngoài body rất là cơ bắp và đẹp mắt. Ngoài ra thì đồng hồ áp suất cũng đưa ra những chỉ số áp suất chuẩn xác hơn nhiều so với những hệ thống điện tử khác. Tất cả một bộ sản phẩm bên em sẽ chỉ gói gọn trong một chiếc hộp nha các anh. Bộ sản phẩm này gồm dây bơm này, ống hút bụi dài và ngắn, và kim bơm các loại dành cho bơm bóng, bơm phao, bơm xe đạp đấy ạ.